tiền không phải quyết định tình cảm, nhưng tình cảm ấy có tiền nó vẫn hơn. Ok, không phải cái gì cũng mua được bằng tiền, nhưng có tiền thì vẫn hơn. Thế thôi. Từng yêu nhau, từng lạc của nhau thật lâu, đến sau cũng chẳng thể có nhau ban đầu. Chẳng cần tương lai, chẳng cần biết thương đau ngày.